Tuy nhiên đơn vị Lâm Đồng vào sân thi đấu. Giám khảo chuẩn bị. Con biết điểm. Giám khảo 1, 9,5. Giám khảo 2, 9,6. Giám khảo 3, 9,7. Giám khảo 4, 9,6. Giám khảo 5, 9,6. Phần đầu tiên rời vị trí. Tiếp theo nội dung gặp cảng quyền Nam. Các vận động viên chú ý. 1. Cao Thanh Hải, Bình Phước.